Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin chia sẻ đến mọi người về việc sử dụng các phím chức năng phím F từ F1 đến F12. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắc lại như trong video trước, tôi khuyên mọi người khi sử dụng AutoCAD nên sử dụng hai tay, tay phải sử dụng chuột, tay trái sử dụng bàn phím, ngón trỏ tay trái luôn để sát phím Escape để ta thoát lệnh. Khi ta thoát lệnh nhanh thì ta mới nhập lệnh mới tốt. Hôm nay tôi thêm phần option để lựa chọn chức năng phím phải chuột để thực hiện lặp lại lệnh và enter thay vì sử dụng bàn phím. Các phím chức năng tôi nhắc đến hôm nay phần lớn tập trung ở thanh công cụ phía dưới màn hình. Ở đây có một thanh chúng ta đã biết là thanh command line, đây là thanh nhập lệnh và chờ lệnh. Việc theo dõi thanh công cụ này rất quan trọng. Trong quá trình thao tác, ta luôn phải để ý đến thanh công cụ này. Trong thanh command line thường có 3 dòng lệnh. Ở đây luôn có các chỉ dẫn, có các định hướng khi ta thực hiện lệnh. Khi kết thúc một lệnh, chuẩn bị chuyển sang lệnh mới, ta liên tục nhấn phím Escape. Khi ta nhấn Escape liên tục sẽ xuất hiện các cái dòng command và cancel, có 3 dòng. Ở đây chúng ta có thể chỉnh cho số dòng nó nhiều hơn hoặc ít hơn bằng cách là ta nhấp chọn vào biểu tượng này, chọn Line Up From History, ta chọn ở đây thì sẽ có cái giá trị là 3. Nếu ta muốn 4 hoặc 5 dòng lệnh thì ta nhập số liệu vào đây. Ở đây mặc định tôi để là 3. Không cần quá nhiều, bởi vì nhiều dòng lệnh sẽ chiếm cái diện tích không gian làm việc của chúng ta. Như vậy, chúng ta phải chú ý đến thanh công cụ này. Về các phím F, các phím này chủ yếu thực hiện các chức năng ở thanh công cụ dưới cùng. Ở đây, khi ta già chuột vào các công cụ này, ta thấy sẽ hiện lên. Ví dụ ở đây là Grip Mode là F7, Snap Mode F9, F8, F10, F11, F3, vân vân, F4. Như vậy, ở đây nó xuất hiện từ F3 cho đến F11. Còn lại F1, F2 và F12 thì ta không thấy. Thế thì F1 là phím hỗ trợ khi cho F1 trên màn hình xuất hiện một hộp thoại trợ giúp chung. Nếu ta gõ lệnh, giả sử ta gõ lệnh like và ta nhấn F1, trên màn hình xuất hiện hộp thoại hỗ trợ cho lệnh like. Và nếu ta nhấn vào tìm lệnh thì sẽ có chỉ dẫn chỉ vào lệnh like. Tương tự, kể cả những biểu tượng lệnh bị ẩn trên thanh công cụ này, khi tôi lựa chọn tìm lệnh, AutoCAD cũng chỉ ra vị trí của cái biểu tượng đó. Ví dụ tôi chọn lệnh Extend, tôi nhấn F1, sẽ xuất hiện ở đây phím tìm. Khi tôi bấm vào phím tìm này thì sẽ xuất hiện trên màn hình chỉ rõ cho ta biết vị trí lệnh nó nằm ở đâu. Mặc dù là nó ẩn phía dưới, nó cũng chỉ dẫn chúng ta biết được cái vị trí của lệnh. Đó là chức năng của phím F1. Như F2, chúng ta nhấn F2 thì nó hiện lên một cái bảng. Bảng này chính là trình tự các lệnh vừa thực hiện. Cũng có một cách để chúng ta xem các cái bảng thực hiện lệnh, bảng hiển thị nội dung tiến trình các lệnh đã sử dụng. Ta có thể nhấp vào cái biểu tượng này cũng cho ta cái nội dung này. Còn một phím nữa ta không được xuất hiện ở trên này, đó là phím F12. Ta theo dõi trên này F12 sẽ xuất hiện ở đâu. Ta để ý cái biểu tượng này nha. Đó. Như vậy F12 sẽ là phím chức năng tắt mở chức năng là Dynamic Input. Chức năng này là chức năng hiển thị menu trên con trỏ chuột. Ví dụ
Tôi vẽ lệnh circle và gọi C. Enter. Thì bên phải con trỏ chuột sẽ có cái menu rộng. Phím F12 chính là phím tắt mở cái menu này. Đây tôi nhấn F12. Bắt. Nhấn F12 hiện. Nhấn F12 ẩn. Nhấn F12 hiện. Như vậy, toàn bộ các phím từ phím 1 đến phím 12 trên màn hình là đều là các phím chức năng. Nên chúng ta chú ý nhớ các phím này để sử dụng cho phù hợp. Và cũng tránh trong những lúc sơ ý ta nhấn vào một phím nào đó mà ta thực hiện ta không thấy thì ta phải nghĩ ngay đến việc là gì, ta đã nhấn lộn một cái phím chức năng nào đó. Về thao tác AutoCAD, tôi khuyên mọi người nên sử dụng lệnh kết hợp với biểu tượng và menu. Chúng ta chú ý các hướng dẫn trên dòng command line. Ví dụ, tôi thực hiện lệnh circle, vẽ vòng tròn. Trên dòng command line, lúc này hiện lên các chỉ dẫn. Đầu tiên là lệnh, sau đó đến chỉ dẫn là nhập vào cái điểm tâm của vòng tròn. Sau đó đến một cái ngoặc vuông và có các cái chỉ dẫn ở đây, tức là vẽ vòng tròn theo 3 điểm, vẽ vòng tròn theo 2 điểm, vẽ vòng tròn theo tiếp tuyến là bán kính. Những lựa chọn bên ngoài là lựa chọn ưu tiên mặc định, ở bên trong ngoặc vuông là những tùy chọn. Do vậy, nếu chúng ta không chọn gì cả trong ngoặc vuông mà ta trực tiếp ta nhập vào đây một điểm theo chỉ dẫn, có nghĩa là ta đã mặc định chấp nhận thôi, nhấp chuột. Khi ta nhấp chuột vào, tiếp tục trong dòng lệnh này hiện lên nhập vào giá trị bán kính của vòng tròn hoặc mở ngoặc đường kính. Cái hoặc này là ưu tiên số 2, mặc định là số 1, tức là ta nhập vào đây. Ví dụ ta nhập 50, có nghĩa là chúng ta nhập vào bán kính 50. Còn bây giờ nếu ta muốn nhập 100 là đường kính thì ta phải làm gì? Tôi lặp lại lệnh circle, tôi chọn một điểm để làm tâm. Lúc này tôi không nhập 50 nữa mà tôi nhập muốn nhập đường kính thì tôi phải thêm chữ D. Tôi không cần gõ hết lệnh diameter mà tôi nhập chữ D thôi. Chữ D có màu xanh, ngụ ý là chúng ta chỉ cần gõ tắt ký tự đó thôi. Ở đây tôi gõ chữ D không phân biệt chữ in và chữ thường. Tôi gõ chữ D, enter, tôi bấm phải chuột, nhập vào số 100 và bấm phải chuột cho ta một vòng tròn tương tự. Như vậy khi thực hiện lệnh chúng ta phải chú ý trên dòng command line. Ở đây ví dụ tôi muốn di chuyển cái vòng tròn này, tôi dùng lệnh move, enter. Trên dòng command line yêu cầu select object, lựa chọn object, lựa chọn một cái báo là đã chọn một, lựa chọn hai cái báo là đã chọn hai, tổng là hai. Rồi ta không có lựa chọn nữa thì ta enter để ta xác nhận đã chọn. Rồi tiếp tục trên dòng command xuất hiện một chỉ dẫn, hãy chọn một điểm hoặc là một cái khoảng cách nào đó, ta chọn một điểm. Tiếp tục dòng command line chỉ dẫn tiếp, chọn điểm thứ hai. Ta chọn điểm thứ hai ở đây là điểm di chuyển đến. Như vậy trong quá trình thực hiện lệnh ta phải để ý các chỉ dẫn trên dòng command line. Trong AutoCAD còn một lệnh rất hay sử dụng nữa, đó là lệnh undo. Ở đây chúng ta không cần tìm trên thanh công cụ, không cần tìm trong menu mà ta sử dụng lệnh tắt, ta gõ chữ U và phải chuột. Trở về, ta gõ chữ U tiếp, phải chuột. Trở về, ta gõ chữ U tiếp, phải chuột. Trở về. Như vậy, lệnh undo ở đây, chúng ta chỉ cần gõ ký tự U cho phép chúng ta lùi từng bước. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người vài thủ thuật như vậy. Tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.